Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Đẳng cấp phái đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, phụ nữ chúng ta luôn hướng tới cái đẹp và tìm cách làm đẹp mọi lúc mọi nơi để giúp cho mình trở nên đẹp hơn trong mắt những người xung quanh. Tuy nhiên thì khi tuổi càng cao, làn da càng nhanh bị lão hóa. Điều này tương đồng với việc là những sợi collagen ở trong da bị mất đi, làm cho da trở nên chùn nhão và chảy xệ. Phương pháp Thermax ra đời đã là một phương pháp hoàn hảo giúp cho chúng ta lấy lại vẻ đẹp tự nhiên của mỗi chị em phụ nữ, bởi vì nó giúp cho chúng ta tăng sinh collagen và làm trẻ hóa da, giúp cho chúng ta lấy lại được một làn da săn chắc và những nét đẹp trên gương mặt. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi đến với Thẩm mỹ quốc tế Bali, địa chỉ tại số 601 Kim Mã Ba Đình, Hà Nội để cùng tìm hiểu về phương pháp này nhé. Theo chuyên viên, công nghệ Thermax được biết đến là một trong những công nghệ trẻ hóa da đỉnh cao và được nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam, công nhận về hiệu quả cũng như là ưu điểm vượt trội mà Thermax mang lại. Vậy thì Thermax hoạt động dựa trên cơ chế nào để có thể đẩy lùi lão hóa nhanh như vậy ạ? Xin chào Hương Quỳnh. Chào các khán giả của chương trình Đẳng cấp phái đẹp. Thermax sử dụng kỹ thuật sóng tần số radio đơn cực làm nóng các lớp sâu trong da, trong khi đó bề mặt được làm lạnh để không ảnh hưởng bề mặt da trong quá trình điều trị. Nhiệt sâu trong da giúp kích thích tiến trình tăng tạo collagen tự nhiên của da. Thermax làm cho da săn chắc các collagen hiện tại và tăng tạo collagen mới. Theo thời gian, các nếp nhăn và da chảy xệ được thay thế bằng lớp da mịn màng, săn chắc, cải thiện độ sáng của da, cho làn da trẻ trung. Và khi tham gia điều trị Thermax cho khách hàng thì chuyên viên có kinh nghiệm như thế nào trong việc phân loại vùng điều trị cho từng khách hàng và hiệu quả mà Thermax mang lại cho từng vùng đó là như thế nào? Thermax với nhiều loại đầu tiếp đặc trị săn chắc da mặt, trẻ hóa các vùng da, vùng mắt, nên sau khi tham gia điều trị ở từng vùng khác nhau, khách hàng sẽ cảm nhận được hiệu quả vượt trội mà Thermax mang lại. Cụ thể như sau, làm căng da mặt với công nghệ Thermax, hiệu quả là không cần phẫu thuật, làm săn chắc da, làm nhỏ nọng cằm, làm trẻ khuôn mặt chảy xệ, trẻ hóa mí mắt với công nghệ Thermax, mang lại hiệu quả như làm săn chắc mí mắt không phẫu thuật và nâng chân mày, trẻ hóa da vùng quanh mắt, làm giảm nếp chân chim, giảm trùng da. Bên cạnh đó, Thermax còn làm săn chắc các vùng khác của cơ thể như săn chắc da ở đùi, đầu gối, cánh tay, nâng mông. Trong quá trình điều trị, khách hàng chỉ có cảm giác nóng sâu thoáng qua nhanh mỗi lần Thermax phát xung năng lượng RF vào da. Công nghệ Thermax chính là giải pháp hoàn hảo làm tăng sinh collagen, trẻ hóa da đã được FDA Hoa Kỳ chứng nhận về tính hiệu quả và an toàn. Thermax tác động làm săn chắc và phục hồi collagen ở cả 3 lớp. Hiệu quả đạt được là do tác động của công nghệ CRF độc đáo của Thermax đã làm nóng một cách mạnh mẽ và đồng nhất phần khối collagen ở sâu đến lớp bì và lớp mỡ dưới da, làm cho da săn chắc tức thời, cải thiện cấu trúc và vẻ tươi sáng của da. Năng lượng sóng điện tử công suất cao đưa sâu vào da nhưng không làm tổn thương lớp da bên trên, do đầu tiếp của nó được thiết kế đặc biệt có sử dụng lớp làm lạnh để bảo vệ bề mặt da trước, trong và cả sau khi xung CRF đi qua. Thermax có thể làm cho con người trẻ da từ 5 đến 10 tuổi vì nó có tác dụng làm thon gọn khuôn mặt. Tại Thẩm mỹ quốc tế Bali số 601 Kim Mã, ngay sau điều trị, khách hàng có thể cảm nhận được hiệu quả bắt đầu thon gọn của khuôn mặt, da mượt và săn chắc hơn. Bạn sẽ thấy làn da dần cải thiện do lượng collagen mới tiếp tục gia tăng. Các đường nét khuôn mặt, cơ thể cũng sẽ trẻ trung hơn và da tiếp tục săn chắc theo thời gian. Hiệu quả này sẽ tiếp tục tăng thêm cho đến 6 tháng và duy trì trong nhiều năm tùy thuộc tình trạng da cũng như quá trình lão hóa của cơ thể. Khi bắt đầu tuổi trưởng thành thì da của mình bắt đầu xấu đi. Những nếp nhăn ở vùng mắt bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Điều này khiến cho khuôn mặt của mình già đi trông thấy so với bạn bè và đồng nghiệp. Có khá nhiều người khuyên mình sử dụng những cái phương pháp để điều trị, nhưng mà để được có một cái phương pháp điều trị tối ưu nhất, hiệu quả nhất và an toàn 100% thì mình chỉ có thể tin tưởng đến phương pháp Thermax của Thẩm mỹ quốc tế Bali. Ban đầu thì mình cũng khá là e dè khi mà sử dụng cái phương pháp này, nhưng mà sau khi được các bác sĩ tư vấn và điều trị thì mình phải nói một điều rằng là vô cùng tuyệt vời. Chỉ sau 60 phút điều trị thôi thì bây giờ khuôn mặt của mình đã thon gọn hơn rất là nhiều, các đường nét cũng mềm mại hơn nữa, đặc biệt là những nếp nhăn ở đôi mắt của mình đã dần mờ đi. Bây giờ mình đã có thể hoàn toàn tự tin khi giao tiếp. Cảm ơn Thẩm mỹ quốc tế Bali rất là nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như quý vị có bất cứ một câu hỏi hay một băn khoăn nào liên quan đến phương pháp trẻ hóa da Thermax tại Thẩm mỹ quốc tế Bali, quý vị đừng ngại ngần gọi ngay vào số điện thoại hotline 0945368989. Chúng tôi sẽ sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của tất cả quý vị. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.